手给你唯一的温柔，外面坏人太多，要保护着我，再陪我到白头。我牵着你走，风吹的自由，爱着彼此没理由，躺在你胸口，灵魂被偷走，然后静静听你唱 I love you。Vòng KV. Trước đây đã từng có rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm một video một ngày ở trường. Và ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ chiều theo ý của mọi người. Bây giờ thì mình đang trên đường tới trường nè. Mọi người cùng xem một ngày ở trường của mình sẽ làm những gì nha. Let's start. Cha cha, mình đã tới trường rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đi thay dép và buộc tóc để vô trường nha. Hello mọi người. Mình đang đi vào trong trường và mình đã buộc tóc rồi mọi người. Nội quy của mình là phải buộc tóc khi đi vào lớp. Vừa lấy ở dưới thì mình đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Giờ thì mình đang đi lên cầu thang để vô lớp của mình nè. Lớp của mình từ tầng 4 và nó đã chuyển xuống tầng 2 rồi mọi người ạ. Và chắc chắn đây chính là lớp của mình nè mọi người ơi. Ý thắc nên xa bàn. Giờ thì mình sẽ mở cửa để vô lớp nha. Và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là lớp học của mình nè. Hôm nay mình cứ tưởng là mình đến sớm, nhưng mà khi mình đến ấy, thì mình mới phát hiện ra là lớp của mình đến gần hết rồi mọi người ạ. Sáng sớm hôm nay thì trường mình có một bài khảo sát học sinh online. Và đằng xa xa kia ở trên mạng ấy thì nó có ghi thời khóa biểu của ngày hôm nay của lớp mình. Ở dưới thì đó chính là thực đơn của bữa trưa ngày hôm nay. Hello mọi người. Mình đã vô trong trường rồi nè. Và bây giờ thì mình đã cởi tóc ra rồi. Trường của mình có nội quy là khi vào trường thì sẽ phải buộc tóc. Sau khi kiểm tra xong thì sẽ được cởi tóc ra. Mình chả hiểu sao lại có nội quy như thế luôn đó mọi người. Giờ thì mình đã ở trong nhà vệ sinh với bạn của mình. Hello, it's me. Hello, motherfucker. Hello mọi người. Tại mình là trong lớp và hôm nay thì mình đã chuẩn bị đến một thứ rất là đặc biệt, đó chính là một chiếc camera để ý đó mình đồng điện thoại quay vào cái camera. Giờ đã là 8:20 rồi, thầy giáo của mình vừa vô lớp và nhắc nhở lớp của mình là hãy làm bài khảo sát học sinh, nên là giờ mình đang lấy điện thoại để làm bài. Few moments later. Sau khi làm bài xong thì mình đã nộp điện thoại rồi nè, và bây giờ thì xin giới thiệu với mọi người, đây chính là những người bạn trong lớp của mình nè. Hiện tại mình đang trong tiết 1, đó chính là tiết âm nhạc mọi người ạ. Cô giáo đang bật một vở kịch ba lê có tên là Hồ Thiên Nga cho lớp mình xem. Vì bọn mình mới thi xong cách đây khoảng chưa được bao lâu á, thế là cô giáo muốn cho đầu óc của bọn mình được khuây khỏa, nên là đã bật vở kịch này cho lớp mình xem. Bây giờ mình đang trong tiết thứ hai của mình là tiết khoa học tự nhiên. 안녕하세요. 여기는 선혜 대비 현정아 씨고요. 거의 안 찍어요. Giờ mình đang chép những gì thầy giáo viết trên bảng vào sách để sắp tới mình còn chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 nữa. Mặc dù bây giờ đang là giờ ra chơi, nhưng mà tiết thứ 3 của ngày hôm nay là tiết toán, nên giờ mình đang lấy sách toán trong cặp ra để chuẩn bị tí nữa học.
Trời ơi cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, biết chiều rồi. What the hell? Mày bị điên à? Trung vừa kêu vào lớp cũng là lúc thầy giáo dạy toán của mình bước vào. Tiết học ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dành ra 15 phút đầu để lên kiểm tra và xem lại phần tự luận toán của kỳ thi giữa học kỳ 1 hôm trước. Sau khi lên kiểm tra xong, bọn mình sẽ bắt đầu vào bài học mới. Chan, xin chào mọi người. Đố mọi người biết đây là đâu nè? Đây chính là phòng ăn của trường của mình á mọi người. Siêu rộng và siêu to luôn. Trường mình ăn trưa vào lúc 12:30, tức là sau khi kết thúc xong tiết học thứ 3. Bây giờ thì mình đang xếp hàng để lấy đũa, thìa và đồ ăn trưa. Sau 3 tiết học buổi sáng thì chắc đây chính là cái thời gian mà mình thích nhất luôn. Chan và mình đã lấy đồ ăn rồi nè mọi người ơi. Và xin giới thiệu với mọi người, đây chính là menu bữa trưa của ngày hôm nay của trường mình. Có cơm nè, miến trộn, kim chi củ cải, ớt, chuối và một bát canh gà với một chiếc đùi gà siêu to khổng lồ luôn. Trong số những điểm mình thích nhất ở trường của mình ấy thì đó chính là cái bữa trưa nó rất là ngon luôn đó mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ ăn trưa nha. Mình mời mọi người cùng ăn trưa với mình ạ. Chào một kesimita. Hello mọi người, hiện tại bây giờ là tiết thứ 5 của ngày hôm nay của lớp của mình, đó chính là tiết lập trình máy tính. Nói nôm na trong tiếng Việt của mình đó là tiết tin học đó mọi người. Nên là vừa lễ lớp mình đã di chuyển lên phòng máy tính để học. Trong tiết này thì bọn mình đang học về chương trình con mọi người ạ. Sắp tới đây lớp mình sẽ có một bài kiểm tra 4-5 phút về chương trình con nữa. Thật sự là mình cảm thấy cái phần này rất là khó luôn đó mọi người. Không biết là bạn nào ở đây có giỏi máy tính không thì dạy cho mình với. Chan, giờ chỉ còn một tiết cuối nữa thôi là mình sẽ được đi về rồi nè. Tiết thứ 7 của ngày hôm nay của mình đó chính là tiết xã hội mọi người ạ. Bây giờ đang là giờ ra chơi. Hello mọi người, cuối cùng thì tiết thứ 7 của mình cũng đã kết thúc rồi đây mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ gặp sách vở lại. Bây giờ thì mình sẽ tháo phim ra và cất vào hộp. Chắc chắn cuối cùng cũng đã tan học rồi nè mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy điện thoại để đi về nha.
Hello mọi người, mình đã đi ra ngoài rồi đây. Giờ thì mình sẽ đi về cùng với người bạn mới quen của mình. Sáng sớm hôm nay đi học trời râm khá là mát, nhưng mà chiều về thì trời mưa mọi người ạ. Mình vừa xuống tới bến xe buýt thì xe buýt đã tới rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ đi lên xe để đi về nhà nha. One hour later. Hello xin chào mọi người, mình đã tan học rồi và vừa lấy thì mình mới về đến nhà xong mọi người ạ. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ phải thay đồ và đi nghỉ ngơi một chút, bởi vì hôm nay thì mình học 7 tiết lận đó, nên là mình cũng khá là mệt á. Và video lần này đến đây của mình cũng khá là dài rồi. Nếu như bạn nào thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share và subscribe kênh của mình nha. Cú tốt, chú hay, tắt đi người ta. Rồi tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé. Bye bye, anh nhung. Yêu mọi người nhiều. Stay forever.